Cô mến chào tất cả các bạn học sinh trung học cơ sở. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Đỗ Thị Oanh, giáo viên nhóm giáo dục công dân trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận Tân Phú. Cô rất vui được đồng hành cùng các bạn trong tiết học trực tuyến ngày hôm nay. Các bạn ơi, hôm nay cô và các bạn sẽ đến với một chủ đề mới, chủ đề mang tên Người tiêu dùng thông minh. Chủ đề của bài học này không nằm trong sách giáo khoa giáo dục công dân chính, nhưng được bổ sung theo công văn 3280 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2020 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung học tập cấp trung học cơ sở. Cô hy vọng sau tiết học này sẽ giúp các bạn có những sự lựa chọn thông minh, sáng suốt khi sử dụng các sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày và khích lệ giúp đỡ bạn bè, người thân trở thành người tiêu dùng thông minh nhé. Trước tiên, mời các bạn chúng ta cùng vào phần khởi động. Chúng ta tham gia trả lời nhanh các câu hỏi sau. Ở trên màn hình các bạn quan sát, bao gồm có cột ý kiến, cột đồng ý và cột không đồng ý. Cô có 7 ý kiến sau, các bạn hãy đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé. Ý kiến thứ nhất, sống tiết kiệm sẽ trở thành người bụng xỉn ích kỷ. Ý kiến thứ hai, tiết kiệm làm cho cuộc sống không được thoải mái. Ý kiến thứ ba, tiết kiệm thể hiện sự quý trọng công sức của bản thân và người khác. Ý kiến thứ tư, sống tiết kiệm thường bị bạn bè xa lánh. Ý kiến thứ năm, chỉ tiết kiệm tài sản của mình, còn của công thì dùng thoải mái. Ý kiến thứ sáu, người tiết kiệm là người biết chia sẻ vì lợi ích chung. Ý kiến thứ bảy, tiết kiệm đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế. Các bạn đã có sự lựa chọn cho mình chưa? Cô cùng các bạn quay lại vấn đề chúng ta giải quyết từng ý kiến một nhé. Ý kiến đầu tiên, sống tiết kiệm sẽ trở thành người bụng xỉn ích kỷ. Chúng ta chắc chắn sẽ chọn một cột không đồng ý, vậy không các bạn? Tiết kiệm làm cho cuộc sống không được thoải mái. Không đồng ý đúng không các bạn? Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng công sức của bản thân và người khác. Hoàn toàn đồng ý. Sống tiết kiệm thường bị bạn bè xa lánh. Chúng ta chọn cột không đồng ý phải không nào? Chỉ tiết kiệm tài sản của mình, còn của công thì dùng thoải mái. Không đồng ý phải không các bạn? Người tiết kiệm là người biết chia sẻ vì lợi ích chung. Đồng ý phải không các bạn? Và ý kiến cuối cùng, tiết kiệm đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế. Cô tin rằng tất cả chúng ta sẽ chọn đáp án đồng ý phải không nào? Và qua phần trả lời nhanh như vậy, chúng ta đã hiểu được vai trò ý nghĩa của tiết kiệm. Vậy tiết kiệm và tiêu dùng thông minh giống hay khác nhau ở điểm nào? Tất cả chúng ta có lẽ sẽ nhận ra rằng giữa tiết kiệm và tiêu dùng thông minh có điểm tương đồng với nhau. Tiết kiệm là một hình thức của tiêu dùng thông minh. Và ngược lại, khi chúng ta biết tiêu dùng thông minh sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được tiền bạc, thời gian và công sức. Vậy, tiêu dùng thông minh là gì? Cô mời các bạn, chúng ta cùng tìm hiểu trong học hôm nay nhé. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu phần khám phá nội dung của bài học. Bài học hôm nay gồm có 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, thế nào là tiêu dùng thông minh? Nội dung thứ hai là biểu hiện của tiêu dùng thông minh. Nội dung thứ ba là ý nghĩa của tiêu dùng thông minh. Và nội dung thứ tư là cách tiêu dùng thông minh. Và để hiểu rõ hơn về nội dung của bài học, thì trước tiên cô mời các bạn cùng tham gia một trò chơi. Trò chơi được mang tên Nhận diện thương hiệu. Các bạn cùng quan sát lên màn hình cùng với cô nhé. Các bạn ơi, các bạn có thấy những thương hiệu, những logo này rất quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của chúng ta không? Chắc chắn rằng ai trong chúng ta ít nhất cũng một vài lần mua sắm online qua các kênh mua sắm trực tuyến như Shopee, Lazada, Tiki, Grab hoặc GoViet. Các bạn thấy rằng trên thực tế còn rất nhiều kênh mua sắm khác nhau. Vậy để lựa chọn kênh mua sắm phù hợp, sản phẩm phù hợp, đòi hỏi chúng ta phải trở thành những người tiêu dùng thông minh để đưa ra những lựa chọn chính đáng nhất, phù hợp nhất. Vậy tiêu dùng thông minh là gì? Cô mời các bạn chúng ta cùng hiểu qua phần một nhỏ nhé.
Người tiêu dùng thông minh là gì? Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu trước tiên tiêu dùng là gì? Tiêu dùng là việc sử dụng những của cải vật chất, hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu của xã hội. Thứ hai, người tiêu dùng ở đây là người mua sắm và sử dụng những sản phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu và ước muốn cá nhân, gia đình hoặc một nhóm người. Vậy, người tiêu dùng thông minh là gì? Người tiêu dùng thông minh là biết trang bị cho mình một cách chọn lọc, biết đánh giá và sử dụng các thông tin một cách hợp lý trong từng trường hợp tiêu dùng cụ thể của mình. Cô và các bạn đã tìm hiểu xong khái niệm về tiêu dùng thông minh. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều chiêu trò, rất nhiều thủ đoạn gây khó khăn cho người tiêu dùng. Và để hiểu rõ hơn vấn đề này, cô mời các bạn cùng xem clip. Tít bài về an toàn thực phẩm trên tờ trang nhất của tờ Thời báo Kinh doanh nghe như là chuyện đã biết rồi, khổ lắm nói mãi. Vì an toàn thực phẩm vốn ảnh hưởng trực tiếp tới hàng chục triệu người tiêu dùng Việt Nam. Thế nhưng có đọc bài báo này thì mới thấy chính doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam lại đang điêu đứng như thế nào vì không tuân theo những quy chuẩn an toàn thực phẩm. Mới đây là chuyện cơm tấm Kiều Giang điêu đứng vì không thể cung cấp đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc phụ gia thực phẩm ngay tại thời điểm kiểm tra. Thế là sau khi báo chí đưa tin thương hiệu này có sử dụng nguyên liệu lạ, mặc dù doanh nghiệp ra sức thanh minh sau đó thì cũng đã có không ít khách hàng quay lưng lại với Kiều Giang rồi. Báo Hà Nội mới trích dẫn ý kiến của đại diện chuỗi siêu thị Fivimart đề cập vấn đề tương tự. Không ít doanh nghiệp hợp tác xã chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chất lượng hàng hóa. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến việc đưa nông sản vào hệ thống bán lẻ hiện đại không dễ dàng. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp doanh nghiệp đã ký kết với một số hộ dân hợp tác xã cung cấp nông sản, nhưng có thời điểm nông dân không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, khi kiểm tra mẫu vẫn phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, khiến hợp đồng cung cấp cho đối tác bị đình trệ. Hãy nhìn vào khảo sát này, có lẽ là không ngạc nhiên, một con số không ngạc nhiên nhưng mà thực sự đáng lo ngại. Nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm tới tỷ lệ tới hơn 62% về những lo ngại của người tiêu dùng Việt khi chọn mua sản phẩm, vượt xa những lo ngại như là hàng giả hay là tự ý thay đổi hạn sử dụng. Ảnh hưởng nghiêm trọng hơn chính là đối với xuất khẩu của Việt Nam năm ngoái. EU có 77 cảnh báo với hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có 23 lô hàng bị từ chối nhập khẩu. Những tháng đầu năm nay, EU lại tiếp tục từ chối 11 trên tổng số 36 lô hàng bị cảnh báo của Việt Nam. Mà nếu nhìn vào danh sách bị từ chối hay là nhận được cảnh báo thì sẽ thấy nào là dư lượng về kháng sinh, kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật hay là thuốc thú y. Luôn đảm bảo đầy đủ giấy tờ chứng minh chất lượng nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Thậm chí, theo chuyên gia, cần có phòng thí nghiệm, đánh giá, kiểm định nghiêm túc, đảm bảo chất lượng các lô hàng trước khi xuất khẩu. Báo Hà Nội mới chỉ ra, điểm bất cập nhất trong đánh giá chất lượng nông sản ở Việt Nam đó là mới chỉ xem xét sản phẩm cuối cùng. Trong khi đó, cần nâng cao giám sát ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất để truy xuất sự cố mất an toàn thực phẩm. Bởi hiện nay, do tập quán sản xuất nhỏ lẻ, người dân vẫn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, kích thích tăng trưởng hay là kháng sinh trong trồng trọt chăn nuôi. Xây dựng vùng nguyên liệu an toàn và được kiểm soát chặt chẽ là đòi hỏi bức thiết hơn hết đối với ngành thực phẩm. Bởi thực phẩm thiếu quy chuẩn an toàn ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng trước tiên. Nhưng chắc chắn rồi, doanh nghiệp cũng sẽ không thể tồn tại bền lâu. Người dân đặt vào tay ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau 3 tháng hoạt động, rõ ràng thực trạng thực phẩm bẩn chưa có nhiều chuyển biến. Các giải pháp liên siết quản lý thực phẩm tại 3 chợ đầu mối của thành phố, xây dựng quy trình quản lý hóa chất hay là tăng mức xử phạt đến nay vẫn chỉ là ý tưởng. Qua đoạn clip trên, chúng ta thấy rằng người tiêu dùng gặp rất nhiều khó khăn khi đánh giá các chất lượng sản phẩm. Vậy để có cách tiêu dùng thông minh và hợp lý thì người tiêu dùng cần tìm hiểu các biểu hiện sau. Cô mời các bạn chúng ta qua phần 2 nhỏ biểu hiện của người tiêu dùng thông minh. Thứ nhất là luôn mua sắm những thứ cần thiết có giá trị sử dụng cao. Thường tìm hiểu các thông tin về sản phẩm như chất lượng, cách sử dụng trước khi mua, không bị tác động và quyết định vội vã bởi các thông tin quảng cáo khuyến mại. Thường xem xét kỹ các điều khoản có liên quan trong việc mua và sử dụng các sản phẩm. Luôn có kế hoạch chi tiêu một cách chủ động, phù hợp với điều kiện.
thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường hàng hóa. Vậy khi chúng ta biết cách tiêu dùng thông minh thì nó sẽ mang lại lợi ích và ý nghĩa thiết thực cho cuộc sống của chúng ta. Và cô mời tất cả các bạn chúng ta cùng qua phần 3 nhỏ ý nghĩa của tiêu dùng thông minh. Tiêu dùng thông minh giúp con người dùng được những sản phẩm tốt, tiết kiệm được tiền bạc và thời gian, được cảm giác là thành công và tự tin. Đặc biệt là trong giai đoạn và thời điểm gần Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán thì các bạn thấy rằng là có rất nhiều các cái nhãn hàng khác nhau đưa ra các chương trình khuyến mại để kích thích người tiêu dùng. Và thông qua một vài hình ảnh dưới đây thì cô mời các bạn quan sát nhé. Khi đứng trước nhiều sự lựa chọn, nhiều chương trình giảm giá như vậy đòi hỏi người tiêu dùng chúng ta phải đưa ra những cái lựa chọn thông minh nhất. Và để hiểu rõ hơn phần này, cô mời các bạn qua phần 4 nhỏ cách tiêu dùng thông minh. Để có cách tiêu dùng thông minh, trước tiên chúng ta phải chủ động tham khảo chất lượng sản phẩm và giá cả từ nhiều kênh thông tin khác nhau. Cân bằng giữa cảm xúc và lý trí khi mua sắm sử dụng sản phẩm. Tham gia cộng đồng người tiêu dùng uy tín. Sử dụng sản phẩm dịch vụ hiệu quả không lãng phí. Chọn bạn shopping một cách lý trí. Và cô mời các bạn tham khảo video sau. Liệu có phải cứ bỏ ống heo mới là tiết kiệm? Liệu có phải cứ bỏ ống heo mới là tiết kiệm? Làm như thế nào để tiết kiệm chi tiêu với một mức thu nhập trung bình? Trang thông tin Brightside đã đưa ra những cách chi tiêu thông minh mà đến cả những người giàu cũng thường áp dụng. Hãy cùng tham khảo nhé! Chi tiêu tiết kiệm không có nghĩa là bạn phải bỏ ống heo hàng ngày, mà hãy học cách sử dụng tiền thật hợp lý. Trước tiên, muốn kiểm soát được chi tiêu, bạn phải đặt ra ngân sách cụ thể cho từng khoản và tuân thủ nghiêm ngặt. Hãy áp dụng phương pháp mà giới tài chính gọi là 50-30-20, và gần như mọi triệu phú đều sử dụng nó. 50% ngân sách cho những điều tối quan trọng như tiền nhà, hóa đơn, điện nước, còn 30% cho các nhu cầu cá nhân như là mua sắm, và 20% để tiết kiệm. Một quy tắc quan trọng khác đó là quy tắc 24 giờ. Lý do bạn không tiết kiệm được là vì thói quen mua sắm dựa trên ý thích nhất thời. Để giải quyết, hãy đợi thêm một ngày để xem ý thích của bạn có thực sự nguyên vẹn không. Nếu còn, đó chính là thứ bạn cần. Thẻ tín dụng ư? Cũng tiện lợi thật đấy, nhưng đừng vì tiện lợi mà sa đà vào chi tiêu bừa bãi hơn, để rồi bản thân ngập trong nợ nần cuối tháng. Hãy cân nhắc dùng tiền mặt nếu như bạn chưa thể kiểm soát được chi tiêu. Một chiếc váy hoa không tay sẽ thật đẹp cho một buổi chiều chủ nhật xuống phố. Nhưng hãy lựa chọn một chiếc đầm dài, có tay, vừa có thể mặc đi chơi và vừa có thể mặc đi làm. Bạn không cần phải khổ sở để tiết kiệm tiền quá làm gì. Nhưng trước khi chi bất cứ thứ gì, hãy đảm bảo rằng món đồ ấy phục vụ được nhiều mục đích trong dài hạn. Mua sắm dịp sale, thú vui của hầu hết chúng ta. Nhưng điều này khiến cho bạn rước về những thứ bản thân không cần đến. Đây cũng chính là bánh làm giàu của các nhãn hàng. Họ đặt ra những mức giá hấp dẫn để khiến cho bạn chi ra nhiều tiền hơn. Bởi vậy, mỗi dịp sale, hãy tự lập ra kế hoạch cụ thể về những thứ mình cần để tránh mua sắm lan man. Hãy đặt ra những ngày trong tháng không mua sắm bất cứ thứ gì ngoại trừ đồ dùng thiết yếu, bạn sẽ tiết kiệm hơn kha khá đấy. Các bạn vừa xem xong một video ha. Video này cô thấy có ý nghĩa rất thiết thực và mong rằng chúng ta sẽ ứng dụng được một phần nào vào trong cuộc sống của mình để đưa ra những cách lựa chọn chi tiêu hợp lý nhé. Các bạn ơi, bây giờ cô có một bài tập tình huống như sau. Các bạn hãy lựa chọn một trong những sản phẩm dầu gội và trả lời các câu hỏi sau nhé. Dưới màn hình là những cái sản phẩm dầu gội minh họa nhé các bạn. Lý do nào khiến các bạn lựa chọn dầu gội nhãn hiệu đó? Thứ hai, nếu lần sau mua dầu gội đầu, các bạn có lựa chọn nhãn hiệu đó hay không? Thứ ba, yếu tố nào khiến bạn hài lòng hay không hài lòng về sản phẩm dầu gội mà bạn đã chọn? Và ý kiến thứ tư là các bạn
thường thực hiện hành vi tiêu dùng như thế nào. Và cô mong rằng tất cả chúng ta đều có những cái câu trả lời phù hợp cho mình. Mục tiêu của vấn đề hôm nay, chúng ta biết cách vận dụng cách chi tiêu, tiêu dùng thông minh để lựa chọn ra một sản phẩm cho mình. Nêu được các bước lựa chọn sản phẩm và nội dung, đó là hãy lựa chọn một sản phẩm dầu gội và trả lời các câu hỏi như cô đã nêu. Các bước thực hiện hành vi tiêu dùng, đó là chúng ta biết cách nhận biết nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá các phương án, quyết định mua hoặc là đánh giá sau khi mua, tức là sau khi chúng ta sử dụng sản phẩm. Và các bạn ơi, cô có một bài tập vận dụng. Các bạn về nhà lưu ý làm bài tập này vào tập của mình cho cô nhé. Các bạn hãy lập kế hoạch chi tiêu, tức là tiêu dùng thông minh của mình trong một tháng nhé. Trước tiên là cái số tiền tiết kiệm hiện có của chúng ta là bao nhiêu? Sản phẩm chúng ta chọn mua ở đây là gì? Mục đích sử dụng sản phẩm đó để làm gì? Và chọn cái kênh mua sắm cho mình ở đây là những cái kênh sắm nào? Và thứ hai, cô có tình huống như sau. Các bạn cũng nhớ làm vào tập dùm cô nhé. Tình huống số 1. Trên Facebook có một bạn nữ xinh đẹp, trắng trẻo, livestream bán kem trộn. Tác dụng là làm trắng, giảm thâm, nám, trị mụn, thích hợp với tuổi dậy thì của học sinh, sinh viên. Giá thành sản phẩm cao, nhưng em vẫn có khả năng mua được. Vậy, em có lựa chọn sản phẩm này hay không? Vì sao? Tình huống số 2. Trong dịp Tết, nhà em dự định mua mứt Tết. Khi ra chợ, em thấy người ta giao bán 100.000 năm hộp mứt Tết với đủ loại màu sắc bắt mắt. Hãy sắm file là người tiêu dùng để đưa ra các lựa chọn của mình nhé. Và sau đây là những cái gợi ý của cô đối với hai tình huống cô vừa đọc. Tình huống thứ nhất, chúng ta sẽ không mua vì phải xem kỹ nguồn gốc xuất xứ của kem. Thương hiệu của kem nó có phù hợp với da của mình hay không? Cần tìm hiểu rõ về công dụng, tính năng của sản phẩm khi dùng. Nếu có mua thì chúng ta nên đến trực tiếp nơi bán để nghe sự hướng dẫn, sử dụng từ nhân viên và sản phẩm phải có phiếu bảo hành từ công ty hoặc nơi sản xuất. Đối với tình huống số 2, các bạn hãy tự sắm vai thành người mua sắm để chọn mặt hàng chất lượng phù hợp với nhu cầu và kinh phí của bản thân nhé. Vậy bài học đến đây kết thúc. Cô cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn học tập thật tốt, có thật nhiều sức khỏe. Và qua bài học này, cô mong rằng chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn thông minh đúng đắn khi sử dụng các sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày nhé. Cô xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào thân ái và tạm biệt.